Il y a des jours comme ça où plus rien n'a de sens, où toutes les évidences sont à milieu de moi. Et plus je te regarde, plus je perds connaissance dans ce grand vide immense. Hello, my name is Paulin Cavalis. I am a young 22 years old French student. As far as I'm concerned, I was really impressed by the vintage 2005, which was, it is said to be a classic one. Very well balanced, a lot of berries, and the character is also amazing. You got a lot of expressions, the depth of the berries also. For me, it was the best. Tôi là Hoàng Tuấn, hiện đang phụ trách rượu vang của khách sạn Metropole. Rất là thú vị vì trước đây chúng tôi vẫn cứ nghĩ rượu Chile là một vùng đất mới và thường nó chất lượng nó không thể so sánh với các rượu vang của Pháp. Nhưng đến bây giờ, với qua thời gian và cũng như kỹ năng mà cái người Chile đã mang lại đến, thì rượu vang Chile cũng rất là một trong cái đáng ghi nhận, đáng phải suy nghĩ về chất lượng trên thế giới. Thậm chí đôi khi có những cái loại rượu đã từng đánh bại rượu vang Pháp. Mình thì là một người rất thích cái dòng Cabernet Sauvignon, cho nên là đây là một buổi rượu vang rất là thích thú. Bên cạnh đó thì mình cũng lựa chọn ra được một hai sản phẩm với cái rượu vang rất đặc biệt, trong đó có cái năm 88 và năm 2007. Thì đấy là những cái chai rượu vang cực kỳ tuyệt vời. Có thể đây là cái xu hướng mà người Việt đang rất là thích. Late 1996, we signed a joint venture agreement, global wine brand today. All we have longer standing partnerships. The Andes Mountains and the Maipo River. We will talk about safety many times. Like for the terroir, and the soil reacts and capture all of those polyphenols in the Alto because the reservoir of water is very, very deep. So during the harvest, really is very dry. Tôi rất là vinh dự được Red Apron mời tới dự một cái buổi masterclass của hãng Don Metro, là một cái thương hiệu rất là đẳng cấp của rượu vang Chile. Thì hôm nay là sau khi được trải nghiệm qua những cái chai rượu phải nói là tinh túy nhất của hãng, thì tôi cũng được có thêm những cái trải nghiệm phải nói là rất là khó quên đối với cả thương hiệu rượu đặc biệt này. Où plus rien n'a de sens, où toutes les évidences sont à milieu de moi. Et plus je te regarde, plus je perds.